Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn update cho các bạn cái dự án WayU. Đây là cái dự án có PC cũng như là pre-sale và các bạn có cả airdrop nữa. Thì hôm trước mà bạn nào đã làm theo mình cái dự án này thì mọi người có thể mua nhé. Thì mua thì hình như là nó chỉ xác minh cái số điện thoại thôi. Ok, hôm trước thì mình đây cái dự án của nó thì mình sẽ login vào trong nhé, để chúng ta check xem mình có trúng không. Nếu các bạn trúng thì nó sẽ gửi email về như này nhé. Tức là nó sẽ có ba cái vòng bán nhé. Đầu tiên là nó sẽ bán vào ngày 17, 18 và 19. Pre-sale 1, bạn nào mà trúng cái vòng 1 thì mua tối đa là 3.000. Trúng vòng 2 thì mua tối đa là 2.000. Trúng vòng 3 thì các bạn mua tối đa là 1.000 nhé. Đấy. Thì vào trong thì mọi người sẽ ấn vào KYC. Ở đây thì mọi người connect đến cái ví cho mình nhé. Chọn ví show này. Mọi người ấn connect. Cái này thì chúng ta sẽ mua sử dụng SOL hoặc là để xem là nó sẽ sử dụng SOL hay là USDT hay là BUSD. Kéo lâu thế. Mạng của tôi bị làm sao vậy? Làm thế này thì có mà chờ một quýt à? Trời ơi ông ơi, cái lúc mà tôi làm thì cái mạng của ông này, trời, như thế nào, ok hay là không? À, bro này. Mới vào đây thì các bạn thấy ở đây, đây là cái ví của mình nhá. Telegram và email của mình đã đúng rồi nhé. Thì ở đây thì vào đây thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái chương trình KYC ở đây. Mọi người ấn vào KYC cho mình nhé. Hình như là nó chỉ xác minh cái số điện thoại thôi mọi người ạ. Hôm trước là mình đã mua một lần cái dự án này rồi ở trên mạng BSC mọi người nhé. Đây, vì thế cho nên là nó vào đây là KYC là nó chấp nhận rồi. Đấy, nếu mà các bạn nào mà chưa KYC thì mọi người KYC cho mình nhé. Ấn vào và xác minh số điện thoại. Mình nhớ không nhầm là xác minh số điện thoại chứ mình không cần phải gửi hình ảnh gì đâu. Đấy, tiếp theo thì mọi người ấn Accept vào đây. Ở dưới này thì đây. À, nó sẽ sử dụng ví Solana. Một là mạng Solana này. Sử dụng USDC ở trên Solana. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng có cả mạng ERC20 cũng như là mạng BEP20. ERC20 thì mọi người sử dụng USDT. Còn BUSD là các bạn sử dụng MEP20. Tức là chúng ta sẽ sử dụng ba mạng nhé. Mạng Ethereum này, đầu tiên. Đấy. Mạng thứ hai là mạng BES, BEP20 tức là BSC. Các bạn sử dụng BUSD. Đấy, là cái ví ở bên dưới này nhá. Đấy. Còn ví ở trên này thì là chỉ dùng riêng cho mạng Solana. Đấy, cho nên là yêu cầu các bạn sẽ phải có một cái các bạn dùng SOL đi, Solana xong các bạn mua USDC nhá. Đấy, ví dụ như kiểu các bạn vào trong sàn Medium đi, Radium. Mọi người ở đây nhá, mọi người có SOL nhá thì mọi người sẽ vào đây bán SOL. Đấy, mọi người bán ví dụ một xô đi, 4 xô hoặc là 1 xô, đấy, thì các bạn sẽ được 77 USDC. Đấy thì các bạn ấn vào connect ví và các bạn trade nhé. Thì mọi người cứ chuyển vào xô đi, Solana đi nhé. Mọi người chuyển vào Solana xong mọi người trade sang USDC. Đấy. Nếu mà các bạn muốn sử dụng ở trên này nhé, đây là cái cách thứ nhất này. Đấy, cách thứ hai là các bạn sẽ copy lại cái ví này. Chúng ta vào mạng ở trên BSC. Đấy. BSC đây nhá, thì mọi người sẽ chọn cho mình đấy, hôm trước thì mình có add cái BUSD ở đây rồi. Đấy, ví dụ các bạn có BUSD ở đây thì mọi người sẽ chuyển nhá. Min của nó hình như là 50 đô thì mọi người sẽ chuyển 50 đô trở lên nhá. Đấy, các bạn ấn vào send, dán cái ví vào đây. Đấy, ấy, cái ví này không phải ví ví ấy, ví của nó rồi. Đây, ví của nó đây. Copy này. Đây là cách thứ hai nha. Cách thứ nhất thì mình đã nói rồi là ở trên Solana. Đấy, cách thứ hai ở đây. Đấy, BUSD này mọi người chuyển dán ở dưới này thì mọi người ấn mắc lên hoặc là ấn đây là 100 đi. Đấy, sau ấn next 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 là gửi thôi nhé. Tiếp theo nữa là ở trên mạng Ethereum thì mọi người có USDC ở trên USDT ở trên mainnet này, ở trên Ethereum mainnet. Đấy thì mọi người ấn vào accept.
là USDT nhé. Đấy, mọi người kéo xuống. Đấy, có USDT ở đâu? Đấy, ví dụ USDT ở đây nhé. Đấy, USDT ở đây thì các bạn ấn vào, ấn send và chọn cái mạng vào đây. Đấy, ấn gửi nhá. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là ở trên này nhá, thì mình sẽ copy lại ví này. Copy chưa dậy? Sao chẳng thể hiện gì cả. Ở đây thì mình đã đổi, ví dụ ở đây mình đang có 62 USDC đi. Đấy thì các bạn sẽ vào trong cái ví của mình này. Đấy, ở đây là USDC ở đây, các bạn ấn vào send. Đấy, mọi người sẽ ấn vào đây. ERC20 à? Cái này không phải là ERC20 đâu. Cái này là đây. Các bạn ấn mark lên. Đấy, tích vào đây, ấn vào send. Đấy, ok chưa? Đấy, ok rồi nhé. Tức là chúng ta sẽ có 3 cách để chúng ta có thể gửi vào đây để mua nhé. Đấy, sau đấy thì nó sẽ tính cái số đô ở đây và tính cái số coin ở đây. Đấy, mai sau này thì nó sẽ cho các bạn trả về ví cho các bạn nhé. Đấy, ok, như thế là đã xong đấy mọi người ạ. Thì mình đã hướng dẫn các bạn mua cái dự án này đấy. Thì các bạn chờ một ít nữa là cái số tiền nó sẽ vào đây thôi. Đấy, được chưa? Thì mình sẽ 62 này. Thì cái số coin của mình sẽ được là 112.400. Đấy, ví dụ như thế. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Có vấn đề thắc mắc các bạn cứ bình luận ở bên dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.